Ok, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay con đệ tử của mình cũng đã sắp lên 1.5 sức mạnh rồi. Ở đây thì chúng ta chỉ còn có 24.000 sức mạnh nữa thôi là sẽ đạt được con số đó là 1.5 sức mạnh. Thì các bạn biết đấy, sau khi lên 1.5 thì mình có thể mua được đồ cho nó ấy. Thực ra hôm nay mình cũng chỉ làm clip sàm sàm thôi, cũng đại khái là mình muốn quay lại cái khoảnh khắc này ấy. Cái khoảnh khắc mà con đệ tử mình đã đạt được con số đó là 1.5 sức mạnh. Ok, thì mình nghĩ đầu tiên mình phải cần một cái giáp luyện tập đi. Đây, 100 triệu, ôi trời ạ. Đó, các bạn thấy không? Đây là cái giáp cấp 2, mặc vào đi. Cho nó có cái để mặc thôi, chứ thực ra mình cũng chẳng có ý gì đâu. Ok, thì trong cái thời gian còn lại thì chắc mình sẽ đi một... Kìa, có thằng cầm ngọc rồi 5x đứng kia luôn ạ. Trong cái thời gian còn lại thì mình sẽ đi mua bùa. Bởi vì hôm nay đang có sự kiện X2 mà, nên là tiềm năng lên rất là nhanh. Mình sẽ cần một cái bùa đệ tử này. Đó, thế thôi, chạy nhanh đi, không thì bọn kia nó hấp riêng mình đấy. Có ngọc rồng 5x đây mà. Cái khu vực mà mình hay úp đó là rừng bambo, bởi ở đây nó ít brawly với cả nó dễ úp hơn. Rồi, và trong cái thời gian đợi con đệ tử nó lên 1.5 sức mạnh thì mình tính là mình sẽ đi mua một set hút máu nhá. Thực ra từ đầu mình tính là mình sẽ đi mua một set sức đánh cơ, nhưng mà căn bản là mình không có Dracura ấy, nên là mình sẽ phối đồ theo kiểu đó là một set hút máu và một cái cải trang Eroi 15. Alo. Eroi 13 mới đúng chứ nhỉ? Đó, chính là nó đấy. Thì thực ra mình cũng chả biết giá của nó là bao nhiêu nữa, nên là mình sẽ chắt thế giới đi. Cứ trả giá cao đi, thằng nào bán thì bán, không bán thì thôi. Ok, bởi vì dạo này cái giá vàng của nó cũng lên xuống ghê lắm, nên là mình cũng chẳng biết giá nó bao nhiêu nữa. Bởi cả hè mình cũng chẳng quan tâm đến cái thị trường của ngọc rồng nữa. Ok, bây giờ quay lại thì như kiểu người rừng luôn ấy. Thì chắc là mình sẽ trả giá là 250 triệu đi, coi như là làm từ thiện luôn ấy. Siêu thị khu 48 đi, 47 đi. Rồi bây giờ mình sẽ đổ qua khu 47. Mà mình không biết trả giá thấy có cao quá không, nhưng mà thôi kệ đi. Thực sự chat thế giới này mình có một điều mình rất là ghét, đó là mấy thanh niên nó không bán, nó vẫn cứ đi theo mình để nó hỏi có clip không ý. Như kiểu cái thanh niên đây, cái thằng tóc vàng này, đâm ra là cái khu đấy nó full ý, là mấy bạn mà bán đồ, mấy bạn thực sự bán đồ thì mấy bạn đấy không vào được. Là đấy một cái điều mình rất là ghét nhá, chúng nó cứ đi theo đấy, cứ dịch chuyển theo để ké clip ý, tìm mãi mới có một người bán các bạn ạ. Trời ạ, mấy bọn kia nó cứ dịch chuyển theo ý, đâm ra những cái người ta thực sự bán người ta không vào được khu ý. Thế cũng được rồi, ok, thấy cũng xứng đáng với 250 triệu rồi các bạn ạ, không đòi hỏi gì nhiều đúng không? Rồi, vậy là cũng đã xong rồi. Thực sự thì đi mua đồ đối với mình cũng là một thử thách rồi các bạn ạ. Mấy thanh niên ra đát cứ dịch chuyển theo nó hỏi có tivi không. Mình làm gì có tivi đúng không? Ok. Rồi, vậy là mình đã hoàn thành xong cái thử thách này rồi. Ok các bạn ơi, thì hiện tại con đệ tử của mình cũng đã vượt qua được 1.5 sức mạnh rồi. Ở đây thì mình đã chuẩn bị cho nó một cái radar, các bạn thấy không? Nhưng mà cái radar này hiện tại mình chưa mặc được ấy, nó yêu cầu sức mạnh tận 2.3 cơ, là mình cứ tạm thời để đây đi, khi nào đủ sức mạnh thì mặc nhá. Ok, và bây giờ mình nghĩ là mình sẽ cần một cái găng. Mình quên mất, chuẩn bị một bộ quần áo cũng chả có găng này. Cái găng này 800.000 sức mạnh à? Găng này bao nhiêu? 3.2 á. Ơ sao giữa hai cái găng mà nó có khoảng cách lớn ấy? Một cái 800.000, một cái 3.2 cơ. Thôi, đành mua cái 800.000 vậy. Ok, thì để xem sức đánh con đệ tử được bao nhiêu ta. 114. Thôi kệ đi, mình cũng chưa thử xem tiềm năng được bao nhiêu ấy. Hiện tại thì đang có sự kiện X2 mà, nên là cái tiềm năng lên khá là nhanh, nên là cái việc mà đi úp đệ tử không phải khó lắm. Mình nghĩ là mình sẽ mua một cái bùa 8 giờ đi để úp thâu đêm luôn. Những cái vụ như này phải chơi lớn các bạn ạ, bình thường mình cũng toàn úp chay thôi, còn bây giờ phải có bùa đệ tử, thấy không? À, sót quá. Rồi, thì cái chỗ mà mình hay úp là đó ở rừng bambo, là mình sẽ quay trở lại rừng bambo đi các bạn. Và nếu các bạn thấy thích clip của mình thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like, một đăng ký và kích vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình nhé. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ở đây thì chúng ta được 70 tiềm năng một phát. Mình úp yên tâm, mình không bao giờ bật cờ đâu, có mua đệ tử mà. Rồi, các bạn thử xem thành quả của mình sau 8 giờ được bao nhiêu nhé. Ok các bạn ơi, thì sau 8 giờ mình đã quay trở lại rồi đây. Thì trong cái thời gian úp thì mình đã mua thêm một cái bộ X2 để mình úp thêm một chút sức mạnh cho mình nhé. Thì hiện tại mình cũng đã gần đủ 300 sức đánh gốc rồi. Ở đây thì mình còn dư 1.5 tiềm năng. Không biết có đủ không, nhưng mà mình cứ thử đi nhá, biết đâu lại được đúng không? Sau khi lên 300 sức đánh gốc thì mình có thể vào được doanh trại. Hình như đủ đấy các bạn ạ. 70 này, 80, 90. À, thiếu 10 sức đánh gốc nữa thôi. Trời ơi. Ok, thôi thì còn 10 sức đánh gốc nữa thì mình treo một tí là đủ thôi mà. Rồi thì trong cái thời gian còn lại thì mình đã mặc được cho nó cái Zara này này. Đó, thì sức đánh của nó đã tăng lên 161. Còn lại thì ở đây 3.5 rồi này. Mình nhờ cái găng kia là 3.2 đúng không? Thế mình sẽ về mình mua cho nó cái găng đi. Ở đây, mình không biết tiềm năng thì nhận được nó sẽ là bao nhiêu ta. Đó, chính là nó các bạn này. 3.2 sức mạnh mình mặc được. Rồi, đây lúc đổi mới cho đệ tử đấy. 211 sức đánh gốc nha. Đã sức đánh bình thường chứ không phải sức đánh gốc. Mình úp còn có 188 biến động rồi. Nên tao là vẫn đủ thôi. À đây, mua thêm viên capsule nữa, sẽ hơi capsule rồi.
mình sẽ thử đi đặt đặt tên đệ tử nhá. Mình sẽ đặt nó là Chinsu. À không, đặt cả ba con đều vào Chinsu rồi, thế là mình đặt con này là một cái tên mới nó hay hơn đi. À, tướng tủ của mình đó là Kama. Ok, mình sẽ đặt là Kama đi. Đặt tên đệ tử. Mình sẽ ghi là tên con là Kama. Đâu ấy? Hello. À đấy, thấy chưa? Đây chính là nó đấy các bạn ạ. Rồi, đặt tên nó đổi mới một tí thôi, chứ cả ba con đệ tử kia của mình đều tên là Chinsu rồi. À mà có vẻ úp con ốc nó được nhiều hơn đúng không? Nhưng mà ở đây thì nó chật chội quá. Đấy, thấy không? Rồi thì chắc là clip mình sẽ tạm dừng tại đây thôi. Các bạn xem nếu thấy hay thì đừng quên bỏ lại cho mình một like, một đăng ký và kích vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Rồi và nếu các bạn có cần mua vàng tự động thì các bạn hãy truy cập ngay giaodichvang.com. Thì đây là một cái web bán vàng tự động nhé. Mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả video. Ok, thì đầu tiên các bạn vào trang chủ thì nó sẽ có cái phần đăng nhập ấy. Mình có thể đăng nhập bằng Facebook hoặc là đăng nhập bằng tài khoản trên web. Thì hiện tại mình đã đăng nhập bằng tài khoản trên web rồi. Và cái tài khoản của mình sẽ để ở trên màn hình nhé. Để cho những cái bạn nào bạn lười đăng ký thì các bạn có thể là lấy cái tài khoản của mình cũng được. Ok, thì đầu tiên là mình sẽ nạp tiền. Ở đây thì mình sẽ chọn loại thẻ, đó là thẻ Viettel đi. Đó, ở đây nó chỉ nạp đúng mức thẻ Viettel thôi các bạn ạ. Ờ, mệnh giá đó là 50k. À đâu, nãy là mình có cái mã thẻ trước nhỉ. Rồi, bây giờ đến mã, à đến series này các bạn này. Đó. Đợi 30 giây để load thẻ. Ok, nếu các bạn chỉ cần đợi tầm 30 giây thôi. Đó, được rồi đấy. Thì bây giờ mình sẽ mua 50k nhé. Ở chỗ nào nhỉ? Mua vàng đây. Đó, sau khi kéo xuống thì mình sẽ chọn server, đó là server 6 đi. Đó, nhập tên nhân vật thì mình sẽ nhập là Elite Kid. Các bạn lưu ý nhé, tên nhân vật thì các bạn phải ghi tuyệt đối chính xác. Chứ nếu mà ghi sai thì nó sẽ không giao dịch cho các bạn đâu. Số tiền muốn mua đó là 50k. À thôi, mình mua 30k thôi. Thừa lại 20k cho bạn nào nhanh tay thì các bạn có thể lấy tài khoản mình mua cũng được. D7 BBB. Ok, được chưa ta? Đó, số vàng là 33 triệu. Vách núi Kakarot khu 58 giao dịch với nhân vật. Giao dịch vàng NRX. Đây. Ở sao chưa có ai ta? À đây. Có rõ ràng là giao dịch vàng NR6 mà nhỉ? Sao bảo NRX? Ok, cứ giao dịch đi. Đó. Ui, nó khóa nhanh chưa? Ok. Đó, thì đây là cái cách để mua vàng tự động. Quên ao luôn kìa. Rồi, đây là cái cách để mua vàng tự động. Thì nếu các bạn có cần mua vàng tự động thì các bạn có thể dùng cái cách này. Ok. Và tài khoản của mình hiện tại chỉ nó còn 20k nữa. Nếu các bạn nào nhanh tay dùng tài khoản của mình mua cũng được. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.